Chào các bạn, chào buổi sáng. Chúc các bạn có một ngày mới thật nhiều năng lượng nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình làm món gà chay đi các bạn. Gà chay kho sả ớt. Thì đây là cái loại gà mà mình mua ở siêu thị nè các bạn. Đây là thực phẩm sạch nha. Thực phẩm sạch, dinh dưỡng, an toàn từ mẹ thiên nhiên. Nó làm bằng lúa mạch với đậu nành nè các bạn. Rất là mắc nha các bạn. Đây có 150 gram thôi mà gần 40 ngàn á. Rồi mình lấy ra mình ngâm nước mà các bạn. Mình ngâm nước rồi mình vắt cho ráo nha. Còn sả ớt thì mình làm sẵn nè. Rồi gia vị của mình thì gồm có nước tương, đường, bột nêm, một ít tương ớt, tương cà gì đó nha các bạn. Các bạn ơi, bước tiếp theo là mình chiên gà nha các bạn. Gà này gà chay mà mình gọi là gà cũng hơi phản cảm á. Mình chiên, mình vắt cho ráo nè, ngâm đi cho nó mềm nha, ngâm tiếng đồng hồ cho nó mềm, rồi mình rửa cho sạch, mình xả nhiều nước. Rồi bây giờ mình chiên nè, chiên cho nó thơm các bạn, chứ nếu mình không chiên thì ăn cũng được, nhưng mà nó hôi cái mùi đậu nành sống lắm. Thì theo mình biết á, cái đồ này á, gà sườn nó có một vị rồi các bạn ơi, nhưng mà tại vì làm miếng miếng ra để cho người làm bếp người ta dễ làm đó, người ta dễ làm dễ ăn, nhưng mà có một vị là nó thành phần của nó là lúa mì đó các bạn, lúa mạch, lúa mạch lúa mì và đậu nành. Rồi một cái chất mà nó dai dai nữa các bạn biết làm cái gì không? Mình có tìm hiểu cái cách dai dai đó, cái chất dai dai đó là dọc mùng, có nghĩa là bạc hà đó các bạn. Cái cây bạc hà nó có cái thân dai dai đó, nó thân xốp xốp đó, ta gọi là dọc mùng đó. Mình ăn cái gì mình tìm hiểu cái nấy, nhưng mà mình mua ở trong đây là nó bán toàn là đồ chất lượng không à các bạn. Ở Vinmart á, nó bán đồ chất lượng không à. Đồ này là đồ coi như là đậu nành cũng là organic, mà lúa mì, lúa mạch cũng là organic không đó, chứ không có bán cái loại đại trà ở bên ngoài. Đại trà bên ngoài thì của Đài Loan, nhưng mà người ta bán bịch to lắm. Thường mình ăn mình không biết, thì mình ít có ăn lắm, mình ít có thích ăn lắm các bạn. Mình ăn mình phải tìm hiểu. Ở đây là nó bảo đảm là sản phẩm chất lượng đến từ mẹ thiên nhiên, có nghĩa là đồ organic đó. Rồi hôm nay hết đồ ăn rồi, mẹ làm gà kho sả ớt, cái này để cho mẹ ăn. Còn gia đình nhỏ mình nó đâu có ăn đâu các bạn, có mấy đứa nhỏ với có ba nó, ba nó đâu có ăn mấy cái này. Ba thì mẹ làm gà nấu ragu, mà hôm nay mẹ không có lên đồ mặn nữa, mẹ thích lên đồ chay hơn. Đó, mình chiên nha các bạn. Chiên đi rồi mình làm nước sốt. Các bạn ơi, bây giờ mình bắt chảo lên nha các bạn. Đổ cái dầu kia ra hết rồi mình cho vô đây một chút xíu dầu ô liu. Chút xíu thôi. Tại vì ở trong cái gà chiên này nó có dầu rồi nè. Mình không có chơi dầu nhiều nha các bạn, dầu nhiều ăn không có nổi. Đây là sả với ớt mà mình băm sẵn nè. Mình cháy nha các bạn, mình cháy đi. Hôm nay mình nấu ragu gà cho cô gia đình nhỏ của mình ăn, nhưng mà cái món này là món làm cho ngoại ăn, thành ra mình có nước dừa nè các bạn. Rát mình bỏ vô đây 2 muỗng nước dừa ha, thay vì nước lã. Thì sẵn đây mình có nước dừa thì mình bỏ nước dừa luôn. Rồi mình bỏ vào đây là 1 muỗng tương cà nha, 1 muỗng thôi đó. Rồi mình lấy màu, một muỗng tương ớt nha các bạn. Mình muốn ăn sả nó hơi sống một chút cho nó còn hoạt tính, nó còn dược tính nha các bạn. Chứ nếu mà mình ăn quá thơm thì nó không có dược tính đâu. Quá thơm thì nó chỉ còn cái thơm thôi mà không có dược tính. Đây là tương ớt nè, 1 muỗng thôi. Sả nó cũng đã thơm rồi đó, mình xào cái này lên.
mình cho đường vô, 2 muỗng đường nha các bạn, muỗng nhỏ hả, muỗng này nè. Mình cho bột nêm chay vô, mình muốn cái màu nó đẹp thì mình khỏi cho nước tương, cho bột nêm chay vô nha, 1 muỗng nè. Cho vô đây 1 muỗng nước dừa, từ 1 muỗng đến 2 muỗng nha các bạn. Sẵn hôm nay mình có nấu ragu á, ragu mặn, mình cho vô đây 2 muỗng nước dừa cho nó ngon nha các bạn. Đây cái hỗn hợp này mình cho nó tan ra, xả nó thơm dữ lắm các bạn, xả với ớt nó thơm dữ lắm luôn á. Nếm lại rất là ngon nha các bạn. Mình nếm rồi rồi mình bỏ cái này vô mình xào nè, mình kho gà, yeah, kho xả ớt có mùi xả đó các bạn, mùi xả nó thơm quá làm cho cái lỗ mũi mình nó nhạy cảm. Rồi cái này nó cạn là mình đã có món gà chay kho xả ớt rồi đó các bạn, rất là ngon luôn. Hôm nay mình dụ tín đồ ăn mặn của mình không có được, bởi vì người ta hôm nay người ta ăn gà gà kia các bạn ơi, nên mình dụ không có được mà để ngoại ăn. Tại dưới cái ánh đèn các bạn thấy nó như vậy, nhưng cái màu nó lên đẹp lắm, bởi tương cà và tương ớt đó nha các bạn. Mình lấy cái màu từ tương cà với tương ớt á, xả ớt mình bằm. Rồi mình được cái món gà kho xả ớt rồi đó các bạn. Bây giờ mình đi nấu canh tiếp là cái món canh của bà ngoại nè đó, canh cải thảo nấu cà rốt với là đậu hũ, đó là món món canh. Còn cái món gà này đó là món kho đó các bạn.